Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì ngày hôm nay mình lại xuất hiện trong video này để đưa cho anh em những cái cập nhật mới nhất của tình hình thị trường crypto của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta đã bắt đầu bước sang một cái tháng mới là tháng 9 rồi. Vậy thì tháng 9 này nó có những cái sự kiện nào mà anh em phải cần quan tâm để chúng ta có thể đạt được những cái giai đoạn đầu tư của mình trong tháng này cũng như là vào quý 4 năm 2021 một cách tối ưu nhất. Thì không cần dài dòng nữa, mình sẽ cùng tiến vào nội dung chính của video ngày hôm nay thôi. Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn gửi đến cho anh em á, tức là cái sự kiện mà mình quan tâm đầu tiên trong cái tháng 9 này, tức là về cái dự luật crypto. Thì nếu như anh em cũng đã biết trong những video trước của mình á, thì mình đã có một cái video nói về cái dự luật này. Thì đây là một cái dự luật cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ thì đã được Thượng viện thông qua rồi, nhưng ở trong cái mốc thời gian tháng 9 này thì vào ngày 20 tháng 9 thì sẽ được mổ xẻ bởi Hạ viện. Và nó được thông qua như thế nào thì đây là một cái sự kiện tâm điểm đầu tiên mà mình muốn gửi đến cho anh em ha. Và nếu anh em nào mà còn chưa có nắm rõ về những cái thông tin về cái dự luật crypto của Hoa Kỳ thì anh em có thể tìm về những cái video lần trước của mình. Trong cái video đó mình đã chia sẻ rất là kỹ về nội dung của cái dự luật này ha. Thì vào ngày hôm qua đó thì chúng ta đã có thêm một cái điểm mới, tức là cái điểm này là một cái điểm bổ sung thôi. Thì chính quyền Joe Biden á, thì ông đưa ra một cái dự luật mới, tức là một cái dự luật bổ sung vào cái đó thôi chứ không hoàn toàn thay đổi gì cả. Đó là chỉ là một cái vấn đề là cái điều này nó sẽ bổ sung vào thôi. Thì ông đưa vào một cái dự luật điều chỉnh ngân sách trị giá khoảng là 3,5 nghìn tỷ đô ha. Thì cái dự luật này nó sẽ yêu cầu những công ty tiền mã hóa tại Hoa Kỳ nè. Và cụ thể ở đây mình có ghi rất rõ cho anh em là ở các sàn giao dịch phải báo cáo dữ liệu của tất cả người dùng không sinh sống tại Hoa Kỳ. Đó, và thông tin này á, cái dự luật này á, nó có thể được trao đổi với các quốc gia để đảm bảo là những nhà giao dịch tiền hóa phải đóng thuế. Đó, thì cái điều này nó gây ra cho mình hai cái luận quan điểm như sau. Thứ nhất là ở thị trường của chúng ta cần luật. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể phát triển một cách bền vững và lâu dài trong thị trường này. Nếu như anh em mà mình xét lại, hình dung lại những cái bức tranh trước đây á, như là thời xưa mình không có luật gì hết đúng không? Về việc giao thương hàng hóa nè, chủ buôn bán giao thương hàng hóa với nhau cũng chỉ qua là ok, tôi đồng ý bán giá này cho anh đồng ý bán giá này cho tôi, đúng không? Và nó chỉ dừng lại ở cái mức độ đó thôi. Nhưng mà sau này á, những cái buôn bán hàng hóa nó dần dần nó phát triển lên, giao thương phát triển lên thì chúng ta vẫn cần có luật hàng hóa. Hay là về luật bất động sản chẳng hạn, khi mà trước đây chúng ta mua đất thời cha ông ta là một hào là bao nhiêu tiền, anh đồng ý bán cho tôi giá này hay không, vân vân mây mây. Nó chưa hề có một cái luật rõ ràng nào cả. Nhưng sau này anh em có thể thấy rằng là khi mà thị trường bất động sản này, nhà đất nè, nó phát triển dần dần, nó phổ cập hơn, nó tiến triển hơn theo dòng thời gian, thì chúng ta đã có luật bất động sản, luật đất đai nhà cửa, đúng không? Thì đối với thị trường crypto cũng vậy, có luật là tốt. Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi mà cái dự luật được thông qua rồi á, nó vẫn chưa có một cái định nghĩa cụ thể nào dành riêng đối với crypto, mà nó rất là khái quát, nó rất là chung chung như vậy. Thì theo mình đây là một cái ảnh hưởng nó rất là xấu đối với thị trường tiền mã hóa nói chung và đối với Bitcoin nói riêng ha anh em. Thì cái điều này mình cũng đã lặp đi lặp lại ở trong cái video luật được trước rồi. Nếu mà anh em muốn hiểu kỹ hơn thì mình có thể xem lại ha. Thì vào ngày 20 tháng 9 nha anh em, thì đến lúc đó khi mà cái dự luật này nó được thông qua như thế nào, mổ xẻ ra sao và tiến triển để đi đến cái bước cuối cùng như thế nào thì mình sẽ cập nhật cho anh em ở video tiếp theo. Thì đây là cái sự kiện đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em ha. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một tí về dữ liệu on-chain của Bitcoin trong tuần này đi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng dữ liệu của Glassnode ha anh em. Thì anh em có thể thấy trên màn hình của mình á, thì cái chỉ báo đầu tiên mình cực kỳ quan tâm đó chính là về các đối tượng hoạt động ở trên Bitcoin, ở trên mạng Bitcoin. Thì cái dữ liệu này nó cho chúng ta thấy được rằng là điều gì? Cái dữ liệu này nó cho chúng ta thấy được rằng là cái số lượng mà các đối tượng hoạt động đối với Bitcoin á, thì hiện tại là nó vẫn đang ở mức gọi là mức đáy ha. Nhưng mà cái phản ứng giá của chúng ta thì chúng ta đã sắp đạt được cái mức đỉnh như trước đây rồi. Chứ hiện tại cái số lượng mà hoạt động, cái số lượng đối tượng hoạt động ở trên mạng Bitcoin nó không hoàn toàn đạt mức đỉnh như trước đây. Nhưng mà phản ứng giá của chúng ta đã đi đến mức này thế này rồi, thì ở đây nó trả cho chúng ta một cái dữ liệu rất là tốt về tình hình của Bitcoin hiện tại. Vậy thì anh em thấy á, trong cái biểu đồ này nó đi theo một cái đường tỷ lệ thuận ha. Tức là bất cứ khi nào mà cái số lượng này nó tăng nè, đó nó tăng, thì giá của Bitcoin cũng sẽ tỷ lệ thuận theo và đi lên. Nhưng hiện tại khi mà Bitcoin đi lên thì chúng ta vẫn đang ở mức đáy ha, xét về chỉ số này.
Thứ hai, đó chính là chỉ số giao dịch ở trên mạng Bitcoin. Đó, thì cái chỉ số giao dịch này nó vẫn ở mức đáy luôn, và nó tương đồng như cái chỉ số mình vừa đưa cho anh em ở phía trên. Mặc dù giá có khả năng tiến triển, nhưng cái mức giao dịch của chúng ta được đánh giá qua đường trung bình 7 ngày qua thì nó vẫn đang ở mức thấp. Đó, vậy thì một câu chuyện như thế nào khi mà cái hai cái chỉ số trên nó đạt tới ngưỡng đỉnh như thế này thì giá của chúng ta sẽ tăng trưởng như thế nào nữa? Thì đó là cái góc nhìn của mình vào thời điểm hiện tại để đưa ra những cái dự phóng của Bitcoin trong tương lai, và đặc biệt vào tháng 9 này ha. Thì cái chỉ số tiếp theo mình muốn đưa đến cho anh em, tức là về cái sự chuyển đổi, cái giá trị chuyển đổi của Bitcoin trong 7 ngày qua như thế nào, thì nó đã đạt tới mức là 188 tỷ rồi. Thì nó ngược lại với hai cái biểu đồ hồi nãy, là mặc dù những cái chỉ số giao dịch, những cái đối tượng giao dịch nó đang ở mức thấp, nhưng cái giá trị mà họ chuyển đổi qua lại đó anh em, đó cái giá trị nha, mình đang nói tới cái giá trị họ chuyển đổi qua lại, nó tính luôn cả các nhà giao dịch họ chuyển đổi Bitcoin lên sàn, họ thu về ví, họ chuyển từ ví này qua ví kia thì sẽ được thống kê hết ở trong dữ liệu on-chain này, thì nó đã đạt ở cái mức ngưỡng là 188 tỷ, là gần như là cái ngưỡng cao nhất rồi. Thì điều này nó cho chúng ta thấy được rằng điều gì? Điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là cái sự adoption, cái sự áp dụng Bitcoin nó không hoàn toàn, nó bị lu mờ đi bởi các chỉ số như là mình vừa đưa cho anh em hồi nãy, như là về cái chỉ số giao dịch nào, về cái đối tượng giao dịch thì nó đang thấp, nhưng mà cái khối lượng, cái giá trị giao dịch thì nó lại đang rất là cao. Thì điều này nó cho chúng ta thấy được là cái sự áp dụng, cái lực kéo anh em, cái lực kéo áp dụng Bitcoin nó dường như nó không chậm lại, và nó chỉ có đang đà tiến triển lên thôi. Và khi sự áp dụng này nó càng ngày càng được tăng trưởng một cách kinh khủng như vậy, thì chúng ta sẽ lập tức thấy được là cái tiềm năng phát triển của Bitcoin nó như thế nào trong tương lai. Và câu chuyện này á, nó lại đưa cho mình đến một cái góc nhìn khác hơn về dữ liệu của Bitcoin ở trên các sàn giao dịch ra sao. Thì hiện tại á, mặc dù các chỉ số đang ủng hộ Bitcoin như vậy, nhưng mà cái dữ liệu on-chain ở chúng ta trả về ở trên các sàn giao dịch đó anh em, thì nó vẫn dường như nó đang đi ngang. Đó, thì đây là cái dữ liệu mà Bitcoin được lưu trữ trên các sàn giao dịch này anh em, thì nó vẫn đang đi ngang trong thời gian gần đây, nó chưa có một cái sự biến động rõ ràng ha. Thì ở cái dữ liệu mà Bitcoin được đưa lên trên sàn giao dịch cũng như được rút ra trong những ngày qua như thế nào, thì vào thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang đi ngang, nó vẫn chưa có một cái sự biến động rõ ràng nào. Thì đó cũng hoàn toàn tương quan với cái dữ liệu giá của Bitcoin trong những ngày nay, chính là anh em thấy nó di chuyển từ 46, 47, 48 lên 49 thì lại bị đạp về 47, 48. Thì nhưng mà anh em có để ý với mình một cái câu chuyện như thế này, rằng là cái ngưỡng giao dịch của Bitcoin dần dần nó càng thu hẹp lại, đúng không anh em? Lúc trước á, khi mà chúng ta đang ở giai đoạn mà bị gián đoạn giá ở mức là 30.000, chúng ta bay lên khoảng 37, 38, thậm chí là 40, 41, sau đó chúng ta lại thụt lại. Thì mình cho rằng là cái ngưỡng giá là Bitcoin đang di chuyển trong vùng phạm vi giá gọi là khoảng là 8-9.000 đô. Nhưng mà hiện tại thì Bitcoin chỉ di chuyển trong vùng phạm vi giá là cao nhất là tầm 3.000 đô mà thôi. Thì đây là một cái con số rất là tốt, vì khi mà nó di chuyển ở một cái khoảng giá dần dần thu hẹp như vậy, tức là nó đang dần dần tích lũy một cái tín hiệu mạnh mẽ hơn để cho đợt tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai ha. Đó, vậy thì tạm gác lại cái bức tranh Bitcoin hôm nay, thì mình chia sẻ một số dữ liệu tổng quan cho anh em để anh em hình dung rằng là Bitcoin vẫn đang có một cái dấu hiệu tích lũy rất là tốt ha. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một cái bức tranh khác hơn về altcoin đi, tại vì là khi mà Bitcoin đi ngang như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cơ hội rất là lớn đối với altcoin. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một nhân vật chính mà mình đã cảm thấy được cái làn sóng nó đang rất gần rồi, chính là Polkadot. Thì theo cá nhân của mình, khi mình phân tích về Polkadot, mình cũng nghĩ rằng là trong khoảng thời gian tháng 9 sắp tới, cũng như là về quý 4 năm 2021, thì đây sẽ là một cái sân chơi rất là lớn, một cái tiềm năng rất là lớn để Polkadot có thể thể hiện mình trong cái cuộc bùng nổ sắp tới ha. Thì trước khi mà mình đi sâu vào Polkadot á, thì mình muốn gửi đến cho anh em những câu chuyện như sau. Tức là mình cảm thấy dường như là các đồng coin top nó sẽ có những câu chuyện tương đồng nhau như thế này. Đó, thì anh em có thể thấy, mình muốn đưa đến cho anh em một cái ví dụ đầu tiên, đó chính là về Solana. Thì anh em có thể thấy rằng là vào cái khoảng thời gian mà vào năm 2020 đó anh em, khi mà Sol bay lên cái khoảng ngưỡng là 5 đô đi. Đây, 5 đô. Anh em thấy không? Sol bay khoảng ngưỡng 5 đô. Sau đó là Sol đã được unlock ra. Đó, đã được unlock để trả cho các nhà đầu tư, thì Sol ngay lập tức bị đạp về khoảng giá là tầm khoảng 2-3 đô. Thì lúc đó rất nhiều cộng đồng nhà đầu tư đã chỉ trích Sol, đã nói rằng là
đây là một chỉ dự án là bơm thổi, các ông không có phải là một dự án đầy tiềm năng như là hứa hẹn của các ông ra sao đó. Thì anh em, một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho anh em là vào thời điểm đó đó, thì Sam thì có lẽ đã quá nổi tiếng đối với cộng đồng nhà đầu tư rồi, thì anh là một CEO rất là tài năng của FTX. Thì Sam á, anh đã đăng lên một cái thông tin đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng là sao, là để thể hiện cái sự khó chịu của mình đó anh em, tại vì là bị chỉ trích quá nhiều mà. Thì anh nói rằng là ok, tôi sẽ mua tất cả Sol của các bạn ở mức giá $3 và các bạn hãy bán hết Sol cho tôi đi, và sau đó các bạn đừng quay trở lại mua bất kỳ một đồng Sol nào cả. Thì anh em có thể thấy rằng là sau cái lời tuyên bố khẳng định đầy khó chịu của anh, cũng như là khẳng định rằng là anh tin tưởng vào Sol với một cái vị thế là một CEO của một sàn giao dịch phái sinh hàng đầu thế giới anh em, thì sau đó anh em có thể thấy rằng là sau quý 1 năm 2021 thì Sol đã bay như thế nào. Đó, đã bay rất là kinh khủng để đạt được mức giá là 58. Đây, $58. Thì nhưng mà sau đó chúng ta phải chịu một cái cú crash từ ngày 19 tháng 5 của Bitcoin, thì Sol đã tiếp tục giảm giá xuống còn $19, $20, đó là cái mức đáy. Và sau đó đi ngang có khoảng 2-3 tháng trời như vậy. Mặc dù 2-3 tháng trời này chúng ta va vấp phải một số sự điều chỉnh nhất định đúng không? Nhưng mà so với những nền tảng khác họ đã bay, họ đã hồi phục rồi, nhưng Sol chỉ cứ mãi ì ạch như vậy. Thì Sol lại tiếp tục chịu một cái áp lực tương tự như Sol đã từng vấp phải vào năm 2020, là các anh chỉ bơm thổi mà thôi, các anh chỉ bla bla bla, rất nhiều đồn đoán như vậy. Nhưng hiện tại thì cái dữ liệu giá khi mà Sol đã bay thẳng lên $130, lọt vào top 8 đồng tiền mã hóa có giá trị cao nhất vốn hóa của thị trường ha. Thì cái điều này đó nó đã hoàn toàn dập tắt tất cả mọi cái tin đồn, mọi cái hoài nghi trước đó, và đến bây giờ người ta mới thực sự tin rằng là Sol là một nền tảng cực kỳ tiềm năng và đã là vị thế của một ông lớn rồi, không phải là một chú ngựa ô như hồi trước nữa. Đó là câu chuyện đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em, đó là về Sol. Thứ hai là về ADA. Anh em có thể thấy được rằng là ADA đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ vào tháng 3, tháng 4 khi mà liên tiếp break cái đỉnh cũ của mình. Tức là anh em nào vào khoảng thời gian đó cùng nhìn nhận có phải cùng đồng ý với mình rằng là sau khi ADA bứt phá lên $1 thì ngay lập tức ngày mai ADA lại phá $1 lên $1.2, và cứ thế cứ ngày qua ngày cứ liên tục lập đỉnh mà thôi. Đó, thì lúc đó cộng đồng ADA cực kỳ FOMO vào cái nền tảng này. Nhưng sau đó ADA đã trượt giá rất dài từ cái khoảng đỉnh là tầm khoảng $2.4 khi mà trượt xuống tầm khoảng $1 và cứ ì ạch như Sol vậy. Thì lúc đó cộng đồng ADA lập tức hoài nghi rằng, chứ mình chưa nói đến những cái nhà đầu tư bên ngoài nha, những fan của ADA bắt đầu xôn xao lên rằng là tại sao lại như vậy. Thì cùng lúc đó thì cái bản nâng cấp Alonzo của ADA lại gặp rất nhiều khó khăn anh em. Thì tương tự như Sol mà thôi, ADA cũng gặp rất nhiều hoài nghi, cũng gặp rất nhiều chỉ trích. Ngay cả thì nếu bên Sol chúng ta có Sam đứng ra để mà trần tình, để mà giải bày những cái khó chịu của mình, thì bên ADA chúng ta có Chad Hutchinson, thì ông đã phải lên để mà trấn an cộng đồng đầu tư rằng là chúng tôi vẫn đang theo đúng lộ trình, chúng tôi chỉ gặp một cái sự cố như thế này thôi. Thì anh em thấy ngay lập tức vào trong tháng 8 thì ADA đã bùm thẳng một cây lên gần $3. Thì lúc này mọi cái sự đồn đoán hầu như là đều bị phá vỡ hết, và nó tương tự như Sol. Thì đây là hai cái câu chuyện mà mình muốn dẫn đến cho anh em, tức là chúng ta đang mong đợi gì vào Polkadot vào tháng 9. Thì so với Sol và ADA á, thì anh em có thể thấy rằng là Polkadot khi mà lập một cái đỉnh gần $50, thì Polkadot là một trong những đồng coin top bị chia nhiều nhất, đến khoảng là $10 anh em, gần như là bị chia năm. Thì cái sự gánh chịu này là cái sự gánh chịu lớn nhất của Dot so với những cái đối thủ cạnh tranh hàng coin top của mình ha. Thì đó là cái điểm đầu tiên. Và cái điểm thứ hai á, chính là mainnet của Dot. Thì anh em có thể biết được rằng á, là họ đã delay rất là nhiều, nhưng mà cái sự thật cho biết được là mainnet của Dot đã được triển khai rồi, nhưng mà đó là chỉ là một những cái mảnh ghép, nó bị chấp vá lại thôi, nó chấp vá chứ nó chưa có thể nào hoàn thiện 100%. Thậm chí cái cơ chế mà parachain hoặc là relay chain của Dot á, nó cũng chưa hoàn thiện nữa. Và cái điều này nó gây một cái cản trở rất lớn đối với những cái DApp, những cái nền tảng sẽ xây dựng và triển khai trên Dot.
Thì cái điều này là mình cũng bắt gặp khá nhiều đối với cộng đồng anh em mà fan của Dota luôn nha. Thì họ cũng rất là khó chịu về cái vấn đề này. Và mọi hoài nghi nó cũng đang diễn ra một cách tương tự đối với Dota ngay tại thời điểm mà vào tháng 7, tháng 8, khi mà tất cả những cái coin top như Solana, như IDA, như Near, như Apex, họ bay rất là cao, nhưng mà đối với Dota tại sao nó vẫn cứ ị ạch ị ạch như vậy? Mặc dù nó đã tăng từ mức 10 đô lên khoảng là bây giờ là vào cái thời điểm đó là tầm khoảng 25, 26 đô rồi. Thì mình hình dung ra rằng là ba câu chuyện này nó dường như là có một cái mức tương đồng rất là giống nhau. Và những cái động lực của Dot được xây dựng vào thời điểm hiện tại, mình cảm thấy nó đang chớm nở và sẽ có một lịch sử xảy ra tương tự với hai bức tranh Soul và IDA. Vì thế nên mình muốn chia sẻ cho anh em ngay lập tức trong video này. Tức là sao? Tức là anh em có thể thấy được rằng á, là trong tuần này á, thì bên Kusama họ đã triển khai đấu giá 5 slot mới dành cho Parachain ở trên cái nền tảng của họ rồi. Và cái điều này á, nó xảy ra là khi mà cái sự thành công của 5 slot đấu giá trước nó đã diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Thì vào thời điểm hiện tại thì Kusama đã triển khai thêm 5 slot mới ha. Thì cái sự kiện này nó là một cái sự kiện tiền đề đầu tiên để mà giúp cho mình cảm nhận được là ok, tháng 9 này và cả quý 4 năm 2021 sẽ là sân chơi của Dot. Thì vào ngày hôm qua và ngày hôm qua vào thứ hai đó anh em, thì trang mà Dot Market Cap thì họ cũng mới vừa cập nhật một số tính năng mới, thì mình cũng chia sẻ cho anh em thì để anh em có thể dễ dàng tiếp cận được với cái hệ sinh thái của Dot và những gì Dot sẽ triển khai, những gì Kusama sẽ triển khai trong cái đấu giá Parachain sắp tới nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ truy cập vào cái trang dotmarketcap.com ha anh em. Thì ở trên đây á, anh em có thể thấy rằng nó có rất nhiều tính năng, như là mình có thể vào tính năng project nè để mình tham khảo những cái dự án đang được xây dựng trên đó là thế nào. Đó, nó có rất nhiều trong đây. Và khi mình click vào mỗi dự án đó anh em, thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin về cái dự án đó nó đang làm cái gì ha. Và tiếp theo nó có một cái chức năng rất là hay, đó chính là chức năng auction này, là chức năng đấu giá. Thì khi mà mình truy cập vào cái chức năng đấu giá này đó, thì nó sẽ hiện tất cả những cái thông tin, những cái diễn biến của cuộc đấu giá nó đang diễn ra như thế nào. Đây anh em có thể thấy không? Những diễn biến như thế nào nè. Và những dự án đấu giá nó đã raise, nó đã được huy động được bao nhiêu rồi. Đó, để từ đó mình đưa ra một cái dự phóng lớn hơn, tức là dự án nào sẽ chiến thắng được cái slot ở trong đợt đấu giá lần này của Kusama ha. Thì ở trên đây nó có những cái thông tin rất là cụ thể, như là về đợt thứ nhất thì chúng ta đã có 5 dự án. Khi mà anh em click vào đây, chúng ta đã có 5 dự án thành công rồi, chiến thắng rồi. Thì ở giai đoạn thứ hai này chúng ta sẽ có những gương mặt nào. Thì để từ đây anh em cũng có thể liệt kê cho mình những cái con gem, những cái con mà tiềm năng ở trong hệ sinh thái Polkadot ha. Thì ngay lập tức ngày hôm qua anh em có thấy không, khi mà Polkadot đã đưa ra những cái sự kiện tiền đề như vậy, thì giá của Polkadot đã tăng trưởng ngày hôm qua là gần 20%, và đến hôm nay nó đã điều chỉnh xuống một tí rồi. Nó đã bay từ khoảng là 25 lên khoảng là 31-32 đô. Thì tiếp theo, tức là để chúng ta có thể track được những cái sự kiện sẽ diễn ra trên Polkadot ra sao, và tại sao mình nói rằng là tháng 9 này sẽ là tháng của Polkadot, và thậm chí nó kéo dài đến quý 4 năm 2021 ha. Thì anh em vào đây, cái mục event này nè, đây là cái mục sự kiện của Dot. Thì anh em có thể thấy rằng là trong tháng 9 này rất nhiều sự kiện được xảy ra ở trên hệ sinh thái Polkadot. Và đây anh em có thể, bây giờ mình sẽ click vào một cái tiêu biểu ha, một cái ví dụ như là hôm nay là thứ tư nè, ngày 1 tháng 9, nhưng mà vào ngày 2 tháng 9 chúng ta có gì bên Akala đây. Đây chúng ta có sự kiện bên Akala nè. Và sau đó mình sẽ quay lại, mình sẽ ví dụ cho anh em thêm một ví dụ nữa, tức là chúng ta sẽ vào ngày tháng 7 tháng 9 ha. Và ngày 7 tháng 9 thì chúng ta có sự kiện về ở bên Moonbeam. Đây là một cái dự án đã giành chiến thắng ở slot 2 trong đợt đấu giá đầu tiên của Kusama. Thì khi mà mình nhìn vào cái event này của Polkadot á, thì mình thấy được rằng wow, tháng 9 này Polkadot triển khai rất nhiều sự kiện và sẽ là một cái điểm nóng để cho thu hút dòng tiền đổ ngược lại bên Polkadot, đổ ngược lại bên Kusama, và để cho cái hệ sinh thái nó phát triển ra. Và không chỉ Dot có thể là minh chứng lại được là tôi có những cái dự định ấp ủ của riêng mình, chứ không phải là tôi không phát triển theo những cái đối thủ cạnh tranh. Thì cái câu chuyện rằng là Dot sẽ quay về cái thời hoàng kim của mình vào tháng 1, anh em có thấy không, vào tháng 1 Dot đã lật cả XRP và Ripple để leo lên là một đồng coin đứng thứ tư tổng giá trị vốn hóa của thị trường. Và hiện tại Dot đang là hạng 9 ha. Thì mình nghĩ rằng là bên phía đội ngũ phát triển của Dot họ cũng đã có những cái dự định ấp ủ của riêng mình rồi.
Và đây sẽ là lúc mà Dot thể hiện được là chúng tôi sẽ tung ra những con át chủ bài để mà chúng tôi có thể bắt kịp được mấy ông, thậm chí là chúng tôi sẽ lật đổ mấy ông. Thì đó là cái bức tranh tháng 9 mà theo cá nhân, theo quan điểm của mình là Dot sẽ cực kỳ ấn tượng vào những tháng này, và anh em cũng nên quan tâm vào những cái dự án được xây dựng trên Dot ha. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là về hệ sinh thái của Polkadot. Thì anh em có thể thấy trên màn hình của mình đây, mình đang trình chiếu á, thì vào tháng 7 năm 2020 thì hệ sinh thái của Polkadot nó chỉ có nhiêu đây mà thôi. Đó, nó chỉ có vài ba ông nổi trội thôi. Nhưng mà chứ còn phần còn lại thì chúng ta lại, về phần còn lại thì đó là những dự án mà không nổi trội cho mấy ha. Nhưng mà anh em thấy được không, và chỉ sau một năm thôi thì vào thời điểm hiện tại, vào tháng 8 năm 2021, thì các dự án được xây dựng trên Polkadot nhiều vô kể, và ở đây thì mình không đếm được luôn, tại vì nó quá là nhiều đi. Và đây là những dự án vô cùng tiềm năng ha anh em. Đó, thì cái sự phát triển, cái sự mở rộng của hệ sinh thái Polkadot như vậy thì nó lại cho chúng ta một cái bức tranh rằng là khi mà một cái hệ sinh thái mà nó tăng trưởng một cách kinh khủng như vậy thì liệu nó có phải là một scam, một trò bơm thổi, hay là nó có phải là một cái dự án bánh vẽ hay không? Thì đó là cái điều mà anh em cũng có thể có câu trả lời của mình rồi ha. Hãy nhìn vào Sol, hệ sinh thái của Sol cũng phát triển một cách rất là thần kỳ như vậy. Hệ sinh thái của ID cũng phát triển một cách rất là thần kỳ như vậy. Và bây giờ chúng ta có Polkadot, một gương mặt rất sáng giá tại thời điểm hiện tại. Do khi mà mấy ông kia bay hết rồi thì Polkadot vẫn chưa có một cái sự bứt phá nào mạnh mẽ ha. Thì đây là một cái bức tranh mà mình muốn gửi đến cho anh em vào câu chuyện tháng 9 này, về câu chuyện pháp lý, về tình hình của BTC hiện tại và về gương mặt nổi trội nhất trong tháng 9 ha. Thì ok, đến đây thì mình nghĩ rằng là có lẽ là video của mình cũng đã hơi dài rồi. Thì đây là những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em, và hy vọng rằng là những cái thông tin này nó sẽ mang lại cho anh em một cái nhìn nó tổng quan hơn, nó hữu ích hơn trong cái khoảng thời gian đầu tư của anh em sắp tới ha. Ok, mình rất cảm ơn anh em về anh em đã đồng hành cùng mình trong video này. Hẹn gặp lại anh em và trong những video tiếp theo. Bye bye.